cái lời mà thế này ấy, thì là phải lẹ cái mặt ra. Đừng Nhi thiếu gia, ông ấy lấy vợ gần nhà em. Ok em, anh em mình lên đây nói chuyện tí cho nó tình cảm, cho nó vui thôi. Còn ai mà không thích mình thì cũng đừng, không nên nói những cái gì nó ấy quá. Đúng không? Mình có ghét thì ai đâu. Bùi Tuấn, bố Dũng về nghỉ Tết. Lúc nào đi lại thì cũng không ảnh hưởng gì đến nhà cháu nhá. Bùi Tuấn ạ. Sao cứ mong người khác thế để làm gì nhỉ? Mình mong người khác tốt đẹp hơn đấy. Nó nói thế để cho bác đọc một giây luôn. Mình gọi anh Bình mà gửi xuống anh bác. Follow sáng tạo này về. Ủa. Sốp người chiến à? Bảo rảnh không, ông đang mời ăn lẩu ở công ty nhưng mà không đi. Cứ đi mong người khác bị nọ bị kia với cả thế nọ kia thì anh em có thấy vui không? Có mất gì đâu. Cái gì đấy? Cái gì bê? Cái gì? À đấy là hoa đây này. Hoa đấy, ai vừa hoa đây này, lắm hoa lắm. Hoa thì là mới được chú ạ. Lắm hoa hồng lắm. Anh đang ở nhà Hoàng ơi. Cảm ơn các bạn nhé. Anh đang ngồi ở nhà em. Lúc nhảy nhanh, lúc nhảy chậm nhỉ? Mình lần đầu tiên chơi cái này đấy, lần đầu tiên lên này đấy. Anh em ạ. Lần đầu tiên quay cái này đúng lần đầu tiên luôn đấy. Đấy, cảm ơn bạn gì đây? Trần Thiên. Trần Thiên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Kiếm, ôi đây này, nhiều lắm, nhiều người, cái gì nhỉ? Toàn hoa, những cái gì ấy. Nhà mình có biết đâu. Giờ là mấy người không lọc. Đây này, đây. Đông lắm. Chào mọi nhà người nhá. Chào mọi người đây. Bỏ cái mũ ra. Chào tất cả anh em. Đấy. Anh đứng vậy, em mua chai vẩy vàng. Mua chai rượu vẩy vàng, ok. Chào tất cả mọi người nhá, nhanh lắm mình không chào được, đọc không kịp. Mọi người thông cảm nhá. Mình yêu quý nhau vào đây, chúng mình hỏi nhau câu, chào nhau tí cho nó tình cảm, nó có mất cái gì đâu. Đúng không? Sẽ đến năm mới chúc sức chào khỏe. Mít gì đấy. Bây giờ lại tặng hoa đấy. Hoa gì xin những X6 à. Hoa đấy là ra việc đấy. X6 à. Chả hiểu đâu, mình 6 bông rồi này. Đây là tặng một bông. Mình không biết, mình cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Quà kia không ấy, qua là người ta tình cảm mình là mình trân trọng rồi. Đấy, năm mới cứ đi, chú cháu mình tình cảm thế này, chào nhau thế này có phải vui không nhỉ? Sơn Trà. Đấy, Phú gì? Phú Dung. Cảm ơn Phú Dung rất nhiều nhá. Đây là các cái này, các cái chạy lên là tim à? Cái tim nó có hình tim đâu, ủi lắm người tặng hoa thế này ấy. Nhiều lắm. Cả kem. Hả? Ai à? Kem. Kem á? Vâng, có kem. Kem là gì? Kem người đây. Các bạn thông cảm mình không biết chơi cái này. Hiểu không? Lên đây chào hỏi mọi người tí cho vui. Mọi người ủng hộ, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cả nhà cứ chia sẻ mạnh tay lên. Hoa hoét cả nhà cho một hai con sư tử đi. Anh em nào đại diện cho một con sư tử đi. Rồi, nói làm gì. Đấy, cảm ơn bạn Hoàng Hùng nhá. Nhiều quá, em chạy nhanh thế nhỉ. Ui, sơn gì đấy. Sơn gì đấy. Sơn chua, cảm ơn sơn chua nhá. Ôi đây, bạn gì đấy, lắm bạn tặng nhỉ. Bình Bin. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phú Dung à, cảm ơn bạn nhá. Ôi lên nhiều nhỉ, chạy nhanh quá không kịp đọc được. 10 phút nữa lên 1.000 ca. Tốt luôn đấy. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Cảm ơn bạn Bình Bin nhá. Rồi, ai anh Tú, cảm ơn anh Tú rất nhiều. Nắm người tặng hoa hồng cho mình thế này mình phấn khởi lắm đấy nhờ, vui vẻ. Đấy. Sơn. Chào Sơn nhá. Cảm ơn Sơn.
Ôi giời, các bạn ấy vào nói chuyện vui vẻ thôi, nói chuyện nọ kia làm gì. Dù sao mình ấy, đồ gỗ gì, đồ gỗ quý à, cảm ơn đồ gỗ quý nhá. Anh Phú anh ở nhà anh ấy em ạ. Đấy, nhanh này chả chào được. Kém đây này, các cái gì đây nhỉ? Đấy đấy. Ai tặng hoa nổi lên còn nhìn đó, chào là kịp. Cái này nhanh quá. Trôi nhanh thế này làm sao mà chào kịp được. Sắp được 1k. Đấy, anh em cứ lên đây chào hỏi nhau tình cảm này cho nó vui này. Có mất gì của nhau đâu, đúng không? Bây giờ này, giờ đi làm hết rồi đấy. Yeah. Chúng ta like vào cái giờ nghỉ. Cảm ơn Minh Quang nhá. Ôi giời, Dương Cụ à? Cảm ơn Dương Cụ nhá. Ôi giời, tặng 7 cái bông hoa, 8, 9, 10 bông hoa. Ôi giời, ôi 11, ôi kìa. Sao nó nhiều đấy à, Minh Quang ơi. Ôi kìa, 15 rồi. Một mình tặng bông hoa 17, ôi kìa. Sao cứ ấn nó lên à? 5.000 một bông. Đây này, lên mấy chục bông rồi. Ôi Minh Quang ơi, nhiều quá rồi em ơi. Thôi, ít thôi. Ít thôi, nhiều quá làm gì. Em ạ, à, ôi kìa. Xìu không? Minh Quang à? Ôi. Thôi, Minh Quang ơi, thế thôi, anh cảm ơn rồi. Thế này thành bó to lắm rồi. Rồi, không ôm hết được đâu. Ít rồi, sợ. Ôi, 50, 51 rồi chú ạ. Ừ. Ôi này, vẫn đang lên, vẫn nữa này này. Cả bạn Hùng gì này, vẫn 55, 56 rồi. Thôi, thôi anh xin, thế thôi. Anh cảm ơn em rất nhiều rồi, thôi. Minh Quang ơi, nhiều quá rồi. Ok, cảm ơn ok nhá. Lâu về đánh ô tô em chở hoa em có dụng. Sợ nhờ. 17. 80 rồi này. 100 rồi. Ôi dồi ôi, Minh Quang làm gì mà... Mức độ đúng là lần đầu tiên mà live stream mà gặp phải Minh Quang như này thì đúng là... 1k rồi đấy chứ ạ. À, kinh nhá. 77 rồi. Ok, vẫn 100 mấy thế này, ok, sao cứ ấn hơn 100 rồi. Đấy. Tiến bịp à, anh chào Tiến nhá. Đâu, Tiến bịp đâu. Tiến bịp tặng hoa kìa. Tặng hoa. Phải Tiến bịp Nguyễn Thu à. Cảm ơn Nguyễn Thu nhá. Úi dồi, cái vẫn cứ 100 bao nhiêu, gần 200 rồi. Thôi Minh Quang ơi. Chào cu gì cơ? Cu mít. Cu mít. Ôi trời, vẫn 200. Vẫn tặng nữa rồi, anh chịu Minh Quang ở đây ạ, em ạ. À. Ba người nữa, ôi 1k rồi, 1k xem rồi. Em ơi, thôi đi. Anh chào, cho mình xin chào tất cả mọi người nhé. Một giọt nữa, ba người nữa. Vì các bạn ơi, các bạn thông cảm cho mình này, lần đầu hoa tiên... Đầu chú mọc hoa rồi. Đúng. Anh em thả đâu, có hoa luôn. À, lần đầu tiên mình chơi cái này. À, cảm ơn Nguyễn Thu nhá. Mình lần đầu tiên live stream cái này đấy. Nên là mình không biết là một cái hai là cái bình luận của các bạn nó rất là nhiều, nó nhanh quá nên mà mình không chào được từng người. Thì cho mình chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều cuối tuần thật là vui vẻ nhá. Cảm ơn Sơn nhá. Hoa hồng đỏ quá. Rực rỡ luôn. Chào anh em 14 nhá. Thiện Phát à, anh cảm ơn em. Úi giời, Thiện Phát ấn nhiều hoa đấy em. Minh Quang ấn nhiều rồi, hết. Ừ. Lại tiếp lên 76. Thôi vừa thôi, Thiện Phát ơi, nhiều rồi. Đấy, ai đây? Lấy công đi chở hoa. Tuấn, chào Tuấn nhá. Mặt mẹ này kém thế nhỉ.